Lại mời các bác xem dây AV hàng tồn kho của Đức. Dây này dài 1m9 và cửa hàng báo giá cho anh em là 200.000 một dây, giá tại cửa hàng anh em nhé. Dây này có chất lượng cực kỳ tốt so với giá tiền. Nó được cấu tạo bằng cái đầu rất chắc chắn, đầu vành nó dày dặn, nó cứng cáp và cái lõi của nó tốt, nên là độ truyền tải, độ chắc chắn khi anh em sử dụng ổn định, bền theo thời gian. Các bác mua hàng đặt hàng, cửa hàng sẽ gửi cho anh em. Xin cảm ơn. Tiếp theo là dây cắm điện thoại. Dây này dây của Mỹ, dài 1m82 và giá cũng 200.000, báo giá tại cửa hàng thôi. Anh em mua hàng thì đặt hàng cho địa chỉ, thông tin rõ ràng, cửa hàng gửi cho anh em. Tiền ship sẽ tầm từ 20.000 đến 40.000, nó tùy theo địa điểm anh em ở gần hoặc ở tỉnh xa. Xin chào, hẹn gặp lại các bác.